Adam, xin Chúa cho con muốn được muốn cái certificate của thiên tâm mà con làm sao được? Certificate thiếu gì trên mạng đó rồi download xuống rồi bỏ cái hình vô. Bỏ cái hình vô là xong thành con của ông trời. Diệp Trần nói sư phụ ơi, hay clip này các nơi xa mới có dịp gặp được sư phụ và live chat cái gọi thoải mái. Điện thoại nó reo nữa nè, tôi bật tiếp. Hello. Dạ thưa chú Kiệt. Dạ. Chú Kiệt ơi, hồi nãy anh không quên giới thiệu. Đấy, sư phụ ơi, sư phụ Kiệt ơi, hồi nãy con quên giới thiệu con là Thiên Tâm Anh Đào ở Thụy Điển. Thiên Tâm Anh Đào thì điểm rồi, Thiên Tâm Anh Đào giữ gìn sức khỏe nha, bao nhiêu tuổi à? Dạ thưa chú Kiệt, con 81 tuổi, con có nói chuyện với chú Kiệt ở cái clip 159 á. Rồi làm sao nhớ lời nổi. Thì giữ gìn sức khỏe nha mấy con của ông trời, chuẩn bị về để mà đón Đức Thầy trên thế giới. Rồi nhớ tên rồi, thì Đạo Phật chào. Con Thiên Quân chào sư phụ. A Di Đà Phật. Trần Thắng nói, chú Kiệt ơi cho con hỏi, nếu nếu mở nhà hàng bán đồ mặn không giết mổ thì có mắc nghiệp không? Đồ đông đá đó thì nó không có mắc nghiệp, đừng có bán. Hello. Hello. Hello, dạ con Thảo. Ê, Thảo khỏe không? Dạ con khỏe. Thảo ở đâu vậy? Từ đâu? Dạ. Con ở đâu? Dạ con ở New Zealand. New Zealand hả? Dạ. New Zealand là mấy cái hòn đảo ở phía bên gần của Indonesia phải không? Ồ, tốt rồi đó hả? Dạ, con chào Thiên Thiên Thái Tử Thiên Nhãn Thiên Tuấn Kiệt. Trời ơi, kịp được rồi. Tốt, kịp được rồi. 16 năm nay rồi, con chờ chú lâu lắm rồi. Từng ước một ngày con được sang Mỹ, con được lên núi Di Long Sơn. Dạ, con rất mong được gặp, được lại cha, lại mẹ. Giờ đó con được gặp mặt Thái tử, nhưng mà con không có cơ hội vì cuộc sống con bên đây cũng không được khá giả lắm. Mở điện thoại ra gặp mặt rồi nè, giơ điện thoại ra đi gặp rồi. Chứ ở bên New Zealand hiện giờ khí hậu làm sao, tốt hay là dạ con đang vô trong mùa thu, mùa thu dạ cũng mát mẻ, dạ bữa hổm mấy vị nói là bắt đầu trái đất của mình đó sau những ngày tận thế mấy năm nay, 3 năm nay nó đảo lộn khí hậu tùm lum, bây giờ nó ổn định trật tự lại từ từ. dạ dạ bên đây cách đây mấy tuần cũng bão lụt dữ lắm, bởi vì cái này phê tha nó thấy mình luôn nữa không, thấy hình đây. Theo có đọc kinh không? Theo mình là phải đọc kinh ngồi thiền chứ không phải là mê tín nha. Mình chỉ là mang xác phàm nhưng mà cái hồn là con của thượng đế, thì cha sai xuống ở cái màn này hơi lạ hơn người một chút, một người lạ hơn 8 tỷ người một chút gì thôi chứ không phải lạ hơn nhiều.
Thì chỉ là mong truyền tin lời thật lời thiệt, không có lời nào giả dối, mong mọi người sớm về đoàn tụ với cha mẹ ở thiên đàng thôi, mục đích có nhiều đó. Nó ngắn ngắn thôi, đừng có nói nhiều nghe, tại cái này nhiều người gọi quá, nó ngắn ngắn thôi. Gán đọc kinh ngồi thiền lên đi, rồi chờ khi nào Đức Thầy xuất hiện về. Dạ, con rất là ganh tị với mọi người ở Mỹ vì sao vậy? Mọi người được nói thi Long Sơn, rồi được lại cha lại mẹ, được gặp ganh tị với mẹ. Sao không có đủ tiền mua vé bay hay sao? Dạ, sống ở đây con không được cái giả mấy, không có đủ khả năng đi qua mua vé máy bay, rồi con cũng không biết đường đi như thế nào, rồi phải xin giấy phép chứ xin visa đó bác. Con cũng không biết làm giấy tờ như thế nào để được qua Mỹ. Ok rồi, mai mốt gặp ở Việt Nam. Chào. Dạ. Rồi, bye bye. Dạ, con cảm ơn bác. Bye bye. Trả lời anh nãy mở nhà hàng mà không có mổ xẻ đồ trong lạnh á thì cũng ok, không có tạo nghiệp cũng ok, không có gì hết. Quá trời người gọi vô. Danh thanh hỏi chiến tranh Việt Nam tới hả sư phụ Kiệt? Thì Trung Cộng bây giờ nó bắt tay với anh Putin mới không? Nó giờ tao mày bị dí tới đường cùng rồi, bây giờ bị tao với mày phải, tuy là tao không có ưa mày, mày không có ưa tao, nhưng mà tao với mày cùng đột phá dòng dây nha Putin. Đó là anh Tập anh nói để mình dịch cho quý vị nghe. Tao mày cùng đột phá dòng dây, nếu không là tao chết mày cũng chết. Nghe Putin nói đúng rồi đó, mày chết tao cũng chết, cho nên tao mày đều đột phá tổng dây. Nhưng mà sao mày ngu quá, hồi trước khi tao vừa đánh Ukraine nó, mày không đánh Đài Loan lượt luôn đi, để cho nó mệt, cho Mỹ nó mệt. Mày để làm chi cho cả năm, bây giờ tao hết sức rồi, tao bây giờ thân lao bầm dập, tao lo tao không xong là làm sao giờ. Tại đó tao ngu cho nên tao mới không có cùng đánh lượt với mày. Chứ hồi xưa tao cũng ngu nữa, lúc mà tao còn cái cơ hội để mà tấn công Đài Loan gọi là thế phủ đầu á, lúc nó chưa có những cái lá chắn đồ, chưa có vũ khí đồ của Mỹ đồ bán, tao không đánh trước. Hôm nay tao mất nhiều cơ hội quá, nhưng mà đường nào tao cũng chết. Giờ tao khôn rồi, tao nhất định tao phải đánh. Tao không đánh là tao chờ hai sắp sửa thằng Trump với mà Kevin McCarthy á, mà nó ấy nó cũng đánh tao à. Thà tao đánh tao chết, tao anh hùng quanh quanh lực liệt, cứ là anh hùng tàu đúng không, quân tử tàu chết trên chiến trường, đường nào cũng chết, đánh cũng chết mà không đánh cũng chết. Thì câu hồi nãy á, còn riêng Việt Nam mình á, cái anh Tập nói với mấy bác bển, nếu mà có đánh á, tao sẽ cắt giữa tiếng 17 miền Bắc á, tao sẽ thu túm tụi mày theo tao, chết thì chết với tao, sống thì sống với tao, còn miền Nam tụi nó đi đâu nó theo ai kệ nó, chết cha nước Việt bị chia đôi nữa cũng không được. Cái lúc đó Kiệt mới khấn với bà trên, cha ơi, Phật ơi, Đức Thầy ơi, con không muốn nước này chia nhau đánh nữa, nếu mà đánh tiếp tục á, cậu thêm 100 năm nữa, nội mà Bác Hồ đã đi sai đường, 100 năm dân khổ rồi, rồi hết nạn thời ông Thiệu ông Diệm mà 75 cộng sản quốc gia, rồi bây giờ ra tới hải ngoại quốc nội quốc ngoại, rồi bây giờ cái chia tiếp tục, Bác Trọng người Bắc lưu lót thì nắm chức trưởng, rồi cộng sản miền Nam không có lưu lót thì ngồi lép dế. Cho nên cứ chia nhau hoài như vậy, đất nước Việt cuối cùng rồi ai khổ? Chỉ có 10 mấy% á, những người có sân dứt sân sao ăn trên ngồi rồi thì là sướng, chứ còn dân á 95% hiện bây giờ đói nhăn răng đó, quý vị có biết không? Ai đi đạo Phật
Hỏi con cầu thì trả lời nhiều quá người ta. Thôi nước mình muốn không có chiến tranh nữa, mỗi người làm ơn cầm cái nhang ra ngoài sân á, không có lon sữa bò thì cứ hứng chổng chổng hơi khơi mà sân á, cầm vô gốc cây gì cũng được. Xin các chư vị đừng có để cho nước Việt khổ nữa, sớm để mà sum họp đoàn tụ. Bắc Nam cũng đoàn tụ, hải ngoại quốc nội cũng thành một nhà, chim hiền về tổ để xây lại một cái đất nước Việt tương lai giàu có hùng mạnh. Đó là mong muốn cái kia. Nhưng mà lơ mơ kỳ này nếu mà Trung Cộng nó đánh mình á, nó tròn miền thọc bờ sườn nha, nó có sân bay ở bển rồi, hải quân nó có ở miền Tây, ở chỗ ở đòi lấy Phú Quốc nữa ta, cho tham quá. Rồi cái Hoàng Sa nó cũng có một số vũ khí nữa, nó tấn công vô nó đánh. Rồi ngoài Bắc đó, thì đảo Hải Nam với Hoàng Sa nó có ở ngoài đó nữa. Nhưng mà người tính cuối cùng không bằng trời tính, của Sisa sẽ trả lại cho Sisa. Hồi xưa có mấy vị có nói kìa, có là Hoàng Sa Trường Sa sau này khi Trung Cộng chia 5 sẽ 7, nó lo nó không xong. Hải quân của mình á, đi kiếm gòi á, lùa mấy con vịt ra khỏi cái đảo, lấy đảo lại, ra khỏi còn phải đánh. Ngay lúc mà lộn xộn, cái thế giới vô thần á, sẽ đi vào quá khứ. Thầy Tennis sẽ chìm. Ai muốn cá với mình bao nhiêu mình cũng cá. Tất cả những thể chế cộng sản trên thế giới là cái ví nó như là thầy Tennis vậy đó, không sẽ không bao giờ tồn tại trên quả địa cầu này.